bạn có nên khám thai định kỳ? Để có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn, cũng như cho thiên thần của bạn một khởi đầu tốt nhất, các bà mẹ tương lai cần phải khám và theo dõi thường xuyên trong suốt thai kỳ để ngăn ngừa và xử lý đúng cách những biến chứng có thể xảy ra. Mốc khám thai các mẹ bầu cần chú ý. 1. Lần khám đầu tiên. Khi thai nhi đạt từ 5 đến 8 tuần tuổi, thai phụ nên đi khám thai để chắc chắn có thai hay không và vị trí làm tổ của thai có an toàn hay không. Ở lần khám này, mẹ sẽ được thực hiện một số xét nghiệm như đo huyết áp, chiều cao cân nặng, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm để xác định tuổi thai, xét nghiệm máu cơ bản, chức năng gan, thận, tuyến giáp, khai thác tiền sử thai nghén cũng như bệnh nội, ngoại khoa và di truyền trong gia đình. 2. Lần khám thứ hai. Thời gian khám là thời điểm thai nhi được từ 8 đến 11 tuần tuổi. Thai phụ sẽ được chỉ định siêu âm thai, xác định tuổi thai, số lượng thai. Lần khám này sẽ giúp bác sĩ kiểm tra một cách toàn diện hơn về sức khỏe của thai nhi như yếu tố tim thai, một số vấn đề về phôi thai. Những xét nghiệm cần thực hiện về cơ bản sẽ giống như lần khám đầu tiên. Đây là thời điểm siêu âm đưa ra ngày dự kiến sinh tốt nhất. Lần khám thai thứ 3 nên khám tại thời điểm 11 tuần 6 ngày đến 13 tuần 6 ngày. Đây là thời điểm quan trọng để siêu âm khảo sát dị tật sớm cho thai nhi, làm các xét nghiệm sàng lọc di truyền bước đầu đối với từng thai phụ, xét nghiệm thalassemia, combo test, đo nhịp tim, siêu âm kiểm tra dị dạng chi, siêu âm đo độ mờ da gáy để xác định nguy cơ bị đau của thai nhi. Thai phụ có thể làm thêm xét nghiệm sàng lọc NIPT và nguy cơ tiền sản giật. Đây là thời điểm mà các mẹ bầu nên nhớ để đi khám định kỳ. Lần khám thứ tư. Từ 15 đến 18 tuần, lần khám này với mục đích kiểm tra nguy cơ dị tật bẩm sinh của thai và sự phát triển của thai nhi, siêu âm thai, xét nghiệm triple test sàng lọc rối loạn NIPT. Lần khám thai thứ 5, từ 20 đến 22 tuần, mục đích khám thai là tiếp tục kiểm tra sự phát triển của thai nhi và những dị tật bẩm sinh một cách chính xác hơn. Một số xét nghiệm cần được thực hiện là siêu âm thai 4D phát hiện các dị tật bất thường về tim thai, hệ thống não thất, xét nghiệm nước tiểu, cân đo huyết áp sàng lọc tiền sản giật. Trong trường hợp phát hiện thai nhi có dấu hiệu bất thường, bác sĩ có thể chỉ định chọc ối để kiểm tra. Lần khám thai thứ 6, từ 24 đến 28 tuần siêu âm thai, xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, xét nghiệm nước tiểu, cân đo huyết áp, làm nghiệm pháp đường huyết sàng lọc tiểu đường thai kỳ, tiêm phòng UV. Khi thai nhi được 20 đến 24 tuần tuổi, lần khám này giúp các bác sĩ kiểm tra hình thái của thai nhi và kiểm tra về tim thai, chân tay, cột sống của thai và vị trí bám của nhau thai cũng như xác định lượng nước ối ra sao.